tử vi tuổi Thân 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, đều mang thân phận con người, nhưng tại sao có người thì giàu có, còn có người thì lại rất nghèo khó? Chúng ta làm thế nào để nhận định được đâu là nghèo khổ, đâu là giàu có, hoặc thế nào mới gọi đúng nghĩa của giàu, nghèo? Có người thì nhà cao, cửa rộng, xe hơi điều hòa, ăn sung mặc sướng, phúc lộc đầy đủ. Có người thì cả đời bôn ba gian khổ, nhưng những thành quả đã đạt được trong công việc lại vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể cung cấp được lấy mấy miệng ăn đủ no cho cả nhà. Hoặc tệ hại hơn, có khi chỉ nuôi bản thân cũng không nổi. Nguyên nhân là do đâu? Theo tử vi học, vận mệnh của mỗi người thường sẽ có liên hệ chặt chẽ đến những vòng trường sinh được thay đổi qua mỗi năm, mà bất cứ tuổi nào cũng phải trải qua. Bước vào năm 2021, Thái Tuế độ trợ tuổi Thân vô cùng hòa hợp, dự báo một năm mới tràn đầy cơ hội để đổi đời cho con giáp này. Về vận trình tuổi Thân trong 6 tháng cuối năm sẽ diễn biến như thế nào? Có điều gì tốt đẹp đang chờ đón mệnh chủ? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi của tuổi Thân trong 6 tháng cuối năm 2021. Sang năm 2021, mệnh chủ tuổi Thân được lưu thái tuế tương sinh, lại có thêm trình ấn nâng đỡ, vận trình tổng quan nhìn chung khá cát lành. Tuy nhiên, so với năm 2020 thì có phần kém sắc. Cục diện tương sinh giúp công việc của những người tuổi Thân thêm thuận lợi, dù thời gian này khối lượng công việc nhiều, ép tiến độ mạnh, áp lực và căng thẳng. Cộng thêm trình ấn cũng làm lộ trình thăng tiến thêm hanh thông, mang tới dấu hiệu thăng chức hoặc thay đổi vị trí công việc tốt hơn. Long đức và thiên hỷ cát tinh cũng hỗ trợ nhân duyên tốt, vừa thúc đẩy quan hệ xã giao hữu hảo, mở ra nhiều cơ hội làm quen đối với người quyền thế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên quan lộ, đồng thời cũng thúc đẩy tình duyên khởi sắc, gia đạo yên ổn hơn trước. Tuy nhiên, trong thời điểm này có kiếp tài chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện, mệnh chủ cần hết sức thận trọng với các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường, nay lại thêm cả tiểu hao hung tinh, báo điểm phá tài, làm ăn kinh doanh sẽ phải bù lỗ. Vì thế, bản mệnh rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu được, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới, đồng thời tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Ngoài cần có kế hoạch rõ ràng thì người tuổi Thân cần mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, từ đó mang lại cát lành, may mắn, bình an cho bản mệnh. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Thân trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Được thái tuế tương sinh, trình ấn hỗ trợ, công việc trong nửa cuối năm Tân Sửu của tuổi Thân có nhiều triển vọng. Thời điểm thích hợp cho những ai bắt đầu khởi nghiệp, thay đổi công việc hoặc vị trí chức vụ mới. Công việc của người tuổi Thân dù ban đầu gặp khá nhiều thách thức, song nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình, cuối cùng gặt hái được thành quả xứng đáng. Có điều, kiếp tài mang theo dấu hiệu cạnh tranh rất lớn và điểm tiểu nhân quấy phá. Bất kể mưu sự lớn hay nhỏ, tuổi Thân cũng nên thận trọng suy tính kỹ càng. Bạn mệnh nên nhớ rằng, nóng vội chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối, con đường đi tới thành công sẽ càng dài và càng chông gai hơn.
Đồng thời, tuổi Thân hãy luôn nhắc nhở bản thân giảm bớt cái tôi của mình, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, đừng hành động đơn độc và bảo thủ, vừa hao tổn nhiều công sức lại khó đạt được mục tiêu như mong muốn. Đặc biệt, người tuổi Thân được các chuyên gia phong thủy khuyên rằng hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam giáp khai vận, tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp tuổi Thân đại thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho bản mệnh. Đồng thời khi mang vòng tay bên mình, con giáp sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hành thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Công việc trên đà thuận lợi kéo theo tình hình tài chính của tuổi Thân ngày được củng cố và ổn định. Có điều, ổn định sẽ khó có sự đột phá. Nếu muốn đạt được điều đó, bản mệnh phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, công sức, thậm chí cả máu và nước mắt. Trong thời gian này, còn có kiếp tài chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện. Thương trường như chiến trường, người tuổi Thân cần hết sức thận trọng đối với các hoạt động về tiền bạc, tài chính. Nếu đầu tư chỉ nên nhỏ giọt, tránh tình trạng dồn dập, hùn vốn, kẻo bị kẻ xấu lừa gạt, tiền mất, tật mang, vướng vào kiện tụng pháp luật. Hơn nữa, việc làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường, chính sách thay đổi liên tục. Nay lại thêm cả tiểu hao hung tinh, báo điểm phá tài, làm ăn kinh doanh dễ phải bù lỗ, đầu tư cũng khó sinh lời. Vì thế bản mệnh rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu được, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới về kinh doanh, đầu tư, tài chính để không bị kẻ xấu lừa gạt. Đồng thời, tuổi Thân nên tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Người tuổi Thân cần sử dụng pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sức cho việc sự nghiệp, kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng do có sự xuất hiện thiên hỷ, chủ, hỷ tín, đào hoa mang tới đời sống tình cảm vô cùng phong phú và thoải mái cho người tuổi Thân. Nhất là những ai còn độc thân, tình duyên khởi sắc, được ấn tinh dẫn mai, làm mối, sẽ tìm được người ưng ý, đáp ứng tiêu chuẩn đề ra và yên bề gia thất. Có điều, kiếp tài mang theo điểm báo về sự cạnh tranh. Tuổi Thân cần chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bất luận là nam hay nữ mạng. Có như vậy mới sớm có được hạnh phúc đích thực. Ngoài ra, một số cặp đôi có thể đón tin vui về chuyện sinh con trong thời gian này. Nếu có ý định sinh con năm 2021 từ trước, quý gia chủ nên có sự chuẩn bị kỹ càng để em bé được chào đời trong điều kiện tốt nhất. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên người tuổi Thân hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi cho thấy, nhìn chung sức khỏe của những người tuổi Thân bình ổn trong nửa cuối năm 2021, ít mắc bệnh tật nghiêm trọng. Có đau yếu cũng chỉ qua loa, tốn kém chút tiền bạc. Bởi ẩn tinh đại diện cho quý nhân phù trợ, ốm đau gặp thầy, gặp thuốc, bệnh trạng nhanh lành. Có điều, tuổi Thân cần chú ý ảnh hưởng của phong thần khiến thần trí rối bời, suy nghĩ tiêu cực, hành động mất kiểm soát như ăn uống quá độ, thức khuya thường xuyên, lười vận động. Tất cả những điều này đều tác động xấu tới sức khỏe. Ngoài ra, hung tinh này còn ám chỉ thế lực ngầm tác động, có thể gây ra suy sẹo bất ngờ như tai nạn xe cộ, sông nước hoặc bị vật nhọn đâm vào người. Vì thế, bản mệnh phải luôn nhắc nhở bản thân cẩn trọng khi xuất hành. Đặc biệt, người tuổi Thân cần sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh, vòng tay sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ người tuổi Thân suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Thân trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Thân trong thời gian này qua phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên, tử vi Mậu Thân sinh năm 1968.
Trong nửa cuối năm Tân Sửu, điểm báo tử vi cho thấy các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nên chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình, dành thời gian nghỉ ngơi lấy sức đầy đủ, tránh vì lao lực mà làm giảm nền tảng thể chất. Hơn nữa, cảm xúc của các bác trong thời điểm này cũng rất dễ rơi vào tình trạng tiêu cực, chán trường, chỉ tiến thủ không mạnh hoặc có cơ hội nhưng không chủ động đón lấy. Thứ hai, tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Vận trình của cô chú tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong 6 tháng cuối năm 2021 không có điều gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, cô chú nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, bởi chúng có thể hủy hoại ý chí chiến đấu của cô. Trong công việc, cô chú sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vì không thật sự hăng hái nên dễ dàng bị cướp mất cơ hội. Bù lại, đào hoa của cô chú tuổi Canh Thân trong thời gian này khá vượng, vận trình tình cảm cũng có nhiều cơ hội khởi sắc. Thứ ba, tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Tử vi 6 tháng cuối năm 2021 có cho thấy Sửu thổ tương sinh với thân kim rất tốt cho vận trình của anh chị tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Cát khí sẽ đến với anh chị ở đường công danh. Anh chị cũng sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân chiếu cố. Tuy nhiên, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân anh chị là chủ yếu. Chỉ cần anh chị tích cực và chủ động phấn đấu thì chắc chắn sẽ đạt được những thành tích đáng nể. Hơn nữa, sau thiên hỷ chiếu rọi đào hoa, tình duyên anh chị tuổi Nhâm Thân khởi sắc, có thể đón tin vui trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của tuổi Thân trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất, tháng 7 âm lịch. Dù tháng 7 âm lịch được coi là đen đủi theo quan niệm dân gian, nhưng may mắn là mệnh chủ tuổi Thân không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhìn chung, vận trình vẫn rất bình ổn, các vấn đề công việc, sức khỏe, tình cảm, tài chính không có điều gì đáng lo ngại. Có một số mệnh chủ còn gặp không ít may mắn, tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tiến tiến trong công việc cũng như sự thăng tiến về tài lộc. Tài lộc vẫn trên đà khởi sắc, tuy nhiên nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, tuổi Thân lại có lối chi tiêu phóng khoáng, nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Mệnh chủ cần thay đổi thói quen để duy trì nguồn tài chính ổn định. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tiếp tục cát khí từ tháng trước, những người tuổi Thân đón tháng 8 khá nhẹ nhàng, các phương diện cuộc sống đều diễn ra bình ổn. Công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, vấn đề cũng được cách giải quyết. Đây là cơ hội để bản mệnh thể hiện năng lực của mình cũng như tầm nhìn, hãy nắm bắt thật chắc chắn. Mọi thứ diễn ra đều, đôi khi cũng khiến bản mệnh cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán với cuồng quay lặp đi, lặp lại. Bản mệnh có thể tự tạo ra hứng thú cho bản thân mình bằng cách tìm ra điều mình có hứng thú nhất. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch, người tuổi Thân tập trung chủ yếu vào sự nghiệp. So với trước đây, bản mệnh sẽ có nhiều động lực làm việc hơn trong tháng này. Tuy khó khăn không ít, nhưng kết quả đạt được vô cùng xứng đáng. Vấn đề sức khỏe cũng cần đặc biệt lưu tâm trong tháng này. Mải mê lo công việc khiến bản mệnh bỏ bê chăm sóc sức khỏe, khiến cơ thể đến giới hạn chịu đựng và có thể lên tiếng kháng nghị. Do đó, bản mệnh không nên bỏ qua sức khỏe thể chất của mình, nếu không sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Tháng 10 âm lịch. Cục diện tương hình trong tháng 10 báo hiệu những vất vả và áp lực mà tuổi Thân phải đối mặt. Bản mệnh sẽ gặp phải nỗ lực gấp đôi, gấp 3 thường ngày mới mau hoàn thành công việc đúng thời hạn yêu cầu. Hơn nữa, bản mệnh sẽ phải tự thân cố gắng, làm việc một mình mà không có ai trợ giúp. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời và giúp bản mệnh khơi thông thế bế tắc. Khi đó bản mệnh sẽ thấy sự nghiệp của mình có bước phát triển không nhỏ. Tháng 11 âm lịch. Tăng hợp mang đến cho người tuổi Thân một tháng bình ổn và nhẹ nhàng về nhiều mặt. Công việc tiến triển hợp lý, tình cảm ổn định, tài chính đủ ăn, đủ tiêu. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh không được lý tưởng. Trong tháng có sao xấu chủ về bệnh tật chiếu mệnh, gây ra một vài ảnh hưởng xấu. Bản mệnh thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, suy nhược, trạng thái tinh thần sa sút, thiếu tinh thần nên cuộc sống bị ảnh hưởng không nhỏ. Tháng 12 âm lịch. Vận trình tổng thể khá tốt, nổi bật nhất là phương diện sự nghiệp, hứa hẹn một tháng khá nhàn hạ, không có nhiều áp lực, làm gì cũng hanh thông, hoàn thành đầy đủ.
Cho nên dù có cơ hội thăng chức không nhiều, nhưng tuổi Thân vẫn có thể cảm thấy thư thái với tình trạng êm đềm hiện tại. Tuy nhiên, phương diện tài chính của bản mệnh lại có dấu hiệu sụt giảm, chủ yếu là do thu nhập không có nguồn tăng, nhưng nhu cầu chi tiêu tăng lên. Không ít thời điểm bản mệnh vung tay mua sắm quá đà, dẫn đến tài khí khó tụ, tiền bạc thất thoát nhanh chóng. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của mệnh chủ tuổi Thân. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.